sinh Đưa một tư tưởng mới lạ Một chân lý siêu hình vào lòng người Cần phải có một khoa sư phạm Một nghệ thuật dẫn dắt tri thức Đi vào tâm trí con người Đây là việc làm khá nhiêu khê Vì người lãnh hội tư tưởng mới lạ Đòi hỏi sự hợp lý Nơi điều họ chấp nhận Việc này cần thời gian chuẩn bị Có khi rất lâu dài đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo. Câu nói đơn giản chúng ta đã quen nghe. Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khác bao giờ. Tin mừng do an, chương 6, từ câu 24 đến câu 35. Chân lý này cần phải hằng thế kỷ, thời gian để chuẩn bị Vậy mà khi lần đầu tiên Đức Giêsu tuyên bố điều này đã có phản ứng trái chiều. Lời gì mà chói tai thế? Lời gì mà sống sượng thế? Một số người khác bỏ đi. Phép thánh thể là thực tại huyền nhiệm, một bí tích cao cả và trung tâm trong phụng vụ Kitô giáo, được chính Đức Giêsu thiết định người dẫn dắt con người đi vào thực tại thần bí này cách tiệm tiến. Dĩ nhiên, tuyên bố này thật khó chấp nhận nếu không có đức tin công giáo. Việc chuẩn bị khởi từ thời xuất khỏi Ai Cập. Trong sa mạc, dân do thái ca tháng, thiếu bánh và thịt. Tức thì, Thiên Chúa phán với ông mô nay ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt. Và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thê. Chim cút và manna từ trời rơi xuống, nuôi dân trong 40 năm hành trình sa mạc. Bài đọc 1, trích sách xuất hành, chương 16. Từ câu 2 đến câu 4, từ câu 12 đến câu 15. Sự kiện lạ lùng này không làm cho con cái Israel thắc mắc hay đặt vấn đề bánh từ đâu đến và chim cút ai nuôi mà có? Và một việc lạ lùng khác xảy ra: 800 năm sau đó, bánh được nhân lên gấp bội và được ban phát từ tay Đức Giêsu cho dân chúng ăn khi họ theo người nhiều ngày trên đồi núi thấy được ăn no mà không phải lao động dân chúng đi tìm đức giê xu có ý muốn tô người làm thần nông nghiệp để khỏi mệt nhọc vất vả đức giê xu đã lánh đi nơi khác mana từ trời và bánh hóa nhiều nuôi thể xác là dấu chỉ nói về của nuôi linh hồn tức phép thánh thể miếng ăn đã dẫn dắt dân chúng đi tìm kiếm đức giê xu đọc được thâm ý của họ và nhân cơ hội thuận tiện người giảng cho họ về bánh hàng sống hãy ra công làm việc vì lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh và người giải thích thêm việc thiên chúa muốn là tin vào đấng người đã sai đến và người minh định rằng chim cúc và mana trong sa mạc là do cha ban Chứ không phải là Mô-xê ban cho đâu Trên cơ sở đó Người nói lời mật khải quan trọng Bánh Thiên Chúa ban Là bánh từ trời xuống Bánh đem lại sự sống cho thế gian Dân chúng này xin thứ bánh ấy Đức Giê-xu liền nói ra điều người ấp ủ từ lâu Lời tuyên bố rất khó hiểu Chính tôi là bánh trường sinh Là bánh nuôi sống linh hồn con người Muốn chấp nhận chân lý chói tai này Cần phải có cái nhìn mới Cái nhìn đức tin siêu nhiên Vượt lên vật chất Như Thánh Phaolô viết cho dân Epheso Anh em phải để cho thần khí đổi mới tâm trí anh em Và phải mặc lấy con người mới là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Bài đọc 2 Trích sách Epheso chương 4 câu 17 câu 20 đến câu 24 Chính thần khí soi sáng và làm cho lòng trí chúng ta đón nhận chân lý siêu nhiên về phép thánh thể chắc chắn phép thánh thể là thực tại nhiệm màu một phép lạ thần học mỗi ngày được thực hiện trên bàn thờ sau lời truyền phép của linh mục phép thánh thể lần đầu tiên được thiết lập một cách bí tích không đổ máu trong bữa ăn cuối cùng của đức giê xu vào chiều thứ năm thánh được gọi là bữa tiệc ly và được thực hiện có đổ máu trên thập giá nơi thân xác đức giê xu trên núi sọ Thánh lễ là hiện tại hóa màu nhiệm tử nạn Xảy ra trên núi sọ Một cách bí tích không đổ máu Và có hiệu năng cước độ Y như ngàn năm trước Trên thập giá có đổ máu Đó là điều kỳ diệu của bí tích thánh thể Nơi đây cho thấy Giá trị tuyệt đối của thánh lễ Ý nghĩa thứ năm thánh Và thứ sáu thánh là hai mặt của bi tích thánh thể vào chiều thứ năm thánh đức giê xu chết trên bàn tiệc trong lời nói chết trong tâm hồn khi người cầm lấy bánh và nói với các môn đệ này là mình thầy và cầm lấy chén rượu nho người nói này là chén máu thầy và chiều thứ sáu thánh người chết nơi thân xác để minh chứng lời người nói trong bữa tiệc ly là chân thật. Lời của Đức Giêsu nói và việc làm của Đức Giêsu đi đôi với nhau để khẳng định chân lý chính tôi là bánh trường sinh. Lời nói cắt nghĩa việc làm và việc làm chứng thật lời nói. Thánh lễ là hiện tại hóa và tưởng niệm sự kiện xảy ra vào hai buổi chiều linh thiêng đó. Trong thánh lễ, Lời truyền phép của Linh Mục có quyền năng đổi bản thể của bánh và rượu, làm cho bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Giêsu. Nhưng các tùy thể khác của bánh và rượu như hương, sắc, mùi vị vẫn là của bánh và của rượu. Phép lạ này xảy ra có một không hai trong các bí tích. Lạy Chúa Giêsu Kitô, là bánh hằng sóng từ trời xuống. Mỗi ngày Chúa hiện diện trên bàn thờ sau lời truyền phép của linh mục để nuôi sống chúng con và ở lại với chúng con. Con xin đổi ơn Chúa vì Chúa đã thực hiện lời cam kết. Thầy sẽ ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế. Amen.